Xin chào quý khách ạ. Hôm nay thì là một cái ngày đầu năm của năm 2024 thì em lại làm báo giá tiếp của những cái dòng ghế massage Nhật ở bên em. Đầu năm nay thì giá ghế nó cũng chưa có nhiều cái sự biến động và thay đổi đâu. Nhưng mà em vẫn sẽ quay ra để quý khách cập nhật ra được những cái mẫu ghế massage hiện tại bên em đang có, bên em đang kinh doanh. Thì hiện tại là bên em đang làm 4 cái dòng ghế massage của Panasonic này, Fujioki này, Faunida và dòng Taijitsu là hai phiên bản trị liệu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ báo giá đến máy ở góc này. Inada 30.000 đến thời điểm bây giờ giá đã down xuống rất tốt rồi. Và hiện tại là bên em đang bán với giá là 63 triệu cho phiên bản Inada 30.000 này. Phiên bản này bên em đang có đủ hết cả 3 màu luôn. Và giá tốt nhất đến thời điểm bây giờ luôn đấy ạ. Tiếp tục là đến phiên bản Inada 2200. Phiên bản Inada 2200 này là phiên bản thuộc về bản 8 bi lăn và 2 bộ động cơ và sẽ có 8 cái động cơ con kèm đi theo. Đây là phiên bản giường massage và chuyên phù hợp với những cái người bị thoát vị đĩa đệm này, những cái người mà đi lại khó khăn, liệt này, hoặc là nói chung là về cái phần chân bị yếu thoái hóa rồi thì sẽ nằm những cái dòng ghế của Inada 2200 này. Đấy, thì hiện tại những mẫu này đang có giá là 33 triệu. Tiếp tục là chúng ta sẽ có những cái dòng như là Inada 10.000. Inada 10.000 ở dưới thì đang hiện tại đang có giá là 50 triệu cho phiên bản màu trắng và 53 triệu cho phiên bản màu đen. Tiếp tục là chúng ta sẽ có đến cái phiên bản của Fuji. Fuji thì năm nay chúng ta sẽ có cả hàng mới, thì Fuji IS2100 thì hiện tại là đang có giá là 92 triệu cho phiên bản Fuji IS2100 hàng mới. Còn nếu như chúng ta muốn lấy một con phiên bản hàng nước thì chúng ta có Fujioki SKS6900 thì đang có giá là 63 triệu cho cái mẫu này. Bên em là hiện tại những cái mẫu này đều là mẫu đấu giá hàng E cả, cho nên là gần như hoàn hảo đến 99% luôn. Đấy. Tiếp tục là chúng ta sẽ có những cái dòng Fuji như Fuji IS1000. Fuji IS1000 này thì hiện tại là đang có giá là 42 triệu cho Fuji IS1000 này, phiên bản màu da đen, hoàn hảo. Còn nếu như mà quý khách mà không muốn phiên bản cảm ứng, quý khách có thể chọn phiên bản Fujioki OH6800 này, thì phiên bản này hiện tại đang có giá là 35 triệu. Hai mẫu này thì giống y như nhau, không có khác nhau bất cứ một cái điểm nào cả. Nhưng mà nó khác nhau một bên là sử dụng màn hình cảm ứng và một bên sử dụng phím cơ. Tùy thuộc vào khách hàng lựa chọn và sử dụng thôi. Nhưng mà em nghĩ là dùng bản phím cơ này thì bền hơn và dễ sử dụng hơn. Những cái mẫu này nhập về thậm chí có những cái con mà nó còn chưa cả bóc siêu của ni lông luôn. Đấy. Cho nên quý khách đi mua những cái dòng như thế này thì rất là an tâm. Của Fujioki OH6800 thì mẫu này đang 35 triệu. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì năm nay em chủ yếu em nhập về những cái dòng Fuji đời cao chứ không nhập về những cái dòng Fuji đời thấp nữa. Cái phiên bản Fuji em nhập về thì đa phần là những cái dòng mà hàng đấu, quý khách khi mà chỉ cần sờ vào da thôi là đã thấy rất là mềm rồi. Khách hàng của bên em thì đa phần là mọi người là mua online rất là nhiều, bởi vì là cũng tin tưởng vào cái chất lượng của bên em cung cấp. Đây, những cái dòng ghế massage được nhập về rất là kỹ càng và lựa chọn rất là kỹ càng. Đây là những cái dòng như là của đây OH6800 đây, khá là nhiều. Mẫu này năm nay thì em nhập về nhiều và giá thành thì tốt luôn. Mọi người mua nhiều đấy ạ. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến những cái dòng như là của Panasonic. Phiên bản ghế massage của Pana thì nó cũng không có quá nhiều cái sự thay đổi. Thì như quý khách có thể nhìn thấy ở bên đường, chúng ta có thể thấy là những cái dòng ghế như Pana Series M97 ở bên kia đường này, hoặc là Series M100. 100 thì là đều cũng rất là ok rồi, chứ cũng không phải là quý khách cần phải sử dụng những cái mẫu phiên bản cao hơn. Còn như hiện tại là phiên bản Pana M103 phiên bản mới nguyên hộp thì hiện tại là đang có giá là 103 triệu quý khách ạ. 103 triệu cho phiên bản hàng mới nguyên hộp. Còn đây là những cái phiên bản mà đang có tại cửa hàng, thì hàng nước thì chúng ta đang có phiên bản Pana M97 này, phiên bản Pana M899 thì bắt đầu là sẽ được nhập dần về theo trong năm. Chúng ta có phiên bản Pana M73 này là một phiên bản rất là ok. Đầu năm em sale cái mẫu M973 này với giá hiện tại là đang với giá là 738 triệu cho phiên bản này. Phiên bản màu nâu nhạt này rất là đẹp.
Còn phiên bản của Panamera 58 phiên bản vàng này thì hiện tại đang có giá là 44 triệu quý khách nhé, 44 triệu cho phiên bản Panasonic FPMA. Tất cả những bên em là đều miễn phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành toàn quốc nhé quý khách nhé. Đấy, còn đây là phiên bản của Panasonic FPMA 86. Bản MA 86 thì hiện tại nó đang có giá là 47 triệu quý khách ạ. 47 triệu cho phiên bản Panamera 86 phiên bản màu đen. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với cái phiên bản Taizitsu IS3320, là phiên bản này vừa về. Phiên bản Taizitsu IS3320 này thì hiện tại đang có giá là 56 triệu cho phiên bản hàng mới nguyên hộp quý khách ạ. Cái phần da của cái bản này thì có mắt xa ở phần gan bàn chân này, phần bắp chân. Cái mẫu cải tiến này rất là ok, và trong những cái mẫu có thể nói là bán chạy nhất đến thời điểm năm ngoái của cái dòng Taizitsu này. Phiên bản Taizitsu này thì sản xuất ở Nhật, và cái bản này thì em nhập chính ngạch cho nên có thuế, có COCQ đầy đủ của phiên bản Taizitsu. Tiếp tục là đến cái phiên bản của IS7000 của dòng Taizitsu này, thì mọi người có hỏi là tại sao lại không có chữ Taizitsu bên trên, bởi vì đây là phiên bản Camry. Phiên bản Camry là phiên bản cao cấp nhất trên dòng của Taizitsu. Nó đặc trưng bởi cái phiên bản vương miện này, và nó là đại diện cho cái phiên bản Taizitsu. Đây, ví dụ chúng quý khách có thể nhìn thấy đại diện cho cái dòng Taizitsu này. Đấy, cho nên là nó là trong những cái phiên bản mà có nhiều tính năng nhất hiện tại. Thì phiên bản IS7000 này thì hiện tại là đang có cái bộ động cơ của Inada. Hôm nào tôi sẽ tháo ra cho quý khách xem so sánh giữa động cơ của Inada với ở dòng IS7000 này, sẽ thấy là nó là chạy chung một bộ động cơ, đều là động cơ hơi, sử dụng dành cho những cái người cao tuổi rất là ok luôn. Mẫu này thì đây, bật lên nó sẽ có cái màn hình logo của Camry, tức là thương hiệu cao cấp của dòng Taizitsu này. Chức năng chạy cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi. Và đến vị vua của chúng ta, đó là Taizitsu KC8600 phiên bản vô trị liệu này, thì hiện tại là đang có giá là 6. Năm nay đầu năm rồi, nhà máy họ tăng giá một chút cái mẫu này lên. Thì phiên bản này hiện tại đang có giá là 72 triệu cho phiên bản hàng mới nguyên hộp quý khách nhé. 72 triệu cho phiên bản hàng mới nguyên hộp của Taizitsu KC8600. Đấy, rất là đẹp và cao cấp cho một cái phiên bản. Có thể nói phiên bản này là phiên bản hàng đầu đến thời điểm bây giờ. Nó sẽ chung tính năng với phiên bản của những cái con như là Fujioki SK6900 này, Panamera 43, hoặc là mẫu Inada Nufinus 30.000. Đấy là những cái mẫu mà bên em hiện tại là đang kinh doanh. Thì quý khách mua hàng có thể qua 3 cơ sở của hàng Nhật Tuấn Hà nhé. Số 2 ngõ 603 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội, và số 116 đường Hồng Đô Mỹ Đình, và số 368 Nguyễn Công Trứ thành phố Ninh Bình. Cảm ơn quý khách rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý khách.